điên đầu như thú vậy. Có thể là xe của tao ấy. Cái chị đi mua con này. Đi theo đe được con hả? Ờ. Mà thằng miệng. Nay tao đi theo cái bốc con giật mình năm chủ hai mấy tháng. Đi chỗ ăn. Tao bảo cho nhiều người. Lừa. Đặt nhiều thứ quá, có ba là chưa ăn thuốc.